Tâm Sống Khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngủ dậy hãy uống một cốc nước để đánh thức sức khỏe của cơ thể. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã biết đến lời khuyên này của các bác sĩ để có thể tăng cường sức khỏe cho bản thân mình. Điều này là vô cùng dễ thực hiện, chúng ta có thể thực hiện được dễ dàng. Thế nhưng các bạn có chắc mình đã thực hiện đúng cách hay chưa? An Tâm Sống Khỏe xin hỏi các bạn một câu. Các bạn chọn uống nước gì vào thời điểm ngay sau khi vừa thức giấc? Một ly cà phê cho tỉnh táo, một tách trà cho ấm bụng hay là một cốc nước lọc mát lạnh sảng khoái? Sở dĩ tôi đặt cho các bạn câu hỏi trên là do sau khi ngủ dậy, cơ thể chúng ta cực kỳ nhạy cảm. Vậy nên không thể tùy tiện sử dụng bất cứ loại nước nào cũng được. Thậm chí nếu bạn uống một trong 8 loại nước mà An Tâm Sống Khỏe kể sau đây, các bạn đã vô tình nạp độc dược phá hoại cơ thể mất rồi. Vậy thì đâu là những loại nước mà chúng ta tuyệt đối không được sử dụng ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng? Hãy cùng An Tâm Sống Khỏe tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Đầu tiên, không nên uống cà phê vào sáng sớm. Chắc chắn nhiều người sẽ lựa chọn cà phê làm thức uống ngay sau khi thức dậy để tăng thêm sự tỉnh táo cho cả một ngày dài sau đó. Thế nhưng, thói quen này lại tai hại vô cùng. Cà phê chẳng những không giúp bạn tỉnh táo hơn chút nào mà còn khiến bạn mau chóng cảm thấy bồn chồn, sụt giảm năng lượng, cảm thấy chán nản sau vài giờ ngay sau đó. Bởi theo nghiên cứu khoa học, sau khi bạn vừa thức giấc, hormone cortisol tăng cao khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Nếu như ngay lập tức nạp một lượng caffeine vào cơ thể lúc này, cortisol tăng cao đột ngột khiến cho cơ thể nhanh chóng sinh ra cảm giác tiêu cực kể trên. Vậy nên, thay vì sử dụng cà phê ngay sau khi vừa tỉnh giấc, các bạn hãy nhâm nhi nó sau khi ăn sáng khoảng 1 đến 2 tiếng. Khoảng 10 giờ 10 rưỡi sáng là hợp lý nhất cho một ly cà phê. Hãy mau chóng thay đổi thói quen này các bạn nhé! Thức uống không nên sử dụng thứ hai, đó là sữa. Uống sữa khi vừa thức dậy có lẽ cũng là thói quen của nhiều người. Bởi sáng sớm sau khi ngủ dậy, vị giác chưa được hoàn thiện, mọi người thường lựa chọn sữa thay thế bữa sáng, vừa dễ uống vừa tiết kiệm thời gian. Thế nhưng, nếu bạn uống sữa vào thời điểm này, nhu động ruột và dạ dày diễn ra nhanh, sữa sẽ chỉ ở lại trong dạ dày thời gian ngắn nên chất dinh dưỡng sẽ không được tiêu hóa hết. Vậy nên nếu muốn uống sữa thì các bạn hãy kết hợp thêm với một số thức ăn giàu tinh bột để cơ thể có thể hấp thụ hết được các chất dinh dưỡng nhé. Thứ ba, nước đun sôi để nguội lâu ngày. Đơn giản nhất là buổi sáng các bạn hãy rót ngay một cốc nước sôi để uống đúng không nào? Thế nhưng các bạn hãy để ý đến thời gian sử dụng của nước nhé. Đừng tưởng cứ ăn chín uống sôi là xong. Nếu nước đun sôi để nguội lâu ngày nạp vào cơ thể lúc mới thức dậy sẽ có thể ảnh hưởng đến chất lượng máu, không đơn giản chút nào đâu. Lý do là vì các chất hữu cơ có trong nước đun sôi để nguội lâu ngày sẽ được chuyển hóa thành nitrit. Ngoài ra, nước để lâu ngày, vi khuẩn sẽ sinh sôi, uống vào sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển oxy, chất lượng máu bị giảm xuống và có thể bị nhiễm khuẩn. Thứ tư, hãy dừng ngay việc uống nước đá buổi sáng. Nhất là vào mùa hè, nhiều người thường thích uống ngay một ly nước đá mát lạnh vào buổi sáng cho sảng khoái và đánh thức cơ thể. Thế nhưng, thói quen này không hề tốt như các bạn tưởng tượng đâu. Khi mới vừa ngủ dậy, cơ thể chưa bước vào nhịp hoạt động bình thường. Nước lạnh hay nước đá sẽ khiến các mạch máu của niêm mạc dạ dày co lại đột ngột. Tốc độ nhu động đường ruột tăng cao, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Bạn sẽ dễ bị đau bụng nhẹ hay là tiêu chảy, nặng hơn có thể bị đau dạ dày. Ngoài ra thì phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt cần đặc biệt không được uống nước đá lạnh khi vừa thức giấc, bởi nước đá sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của hệ sinh sản, gây rối loạn kinh nguyệt và đau bụng kinh, duy trì lâu có thể gây ra chứng vô sinh. Đàn ông nếu uống nước quá lạnh, chất lượng và sự phát triển của tinh trùng cũng sẽ giảm. Ngoài ra các bạn cũng sẽ dễ mắc các bệnh như viêm họng, viêm phế quản, amidan và cảm lạnh. Thứ năm, các loại nước đóng chai có thể gây thiếu hụt canxi. Vì tiện lợi nên nhiều gia đình tích trữ nước uống đóng chai và sử dụng luôn vào ngay khi thức dậy. Việc này tuy tiện lợi thế nhưng lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gây thiếu hụt canxi. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên, sáng sớm ngay sau khi ngủ dậy không nên uống các loại nước uống do sản xuất công nghiệp như nước hương vị hoa quả, hương ngọt, cà phê pha sẵn hay sữa bò. Nguyên nhân là do các loại nước uống này thường chứa soda hoặc chất tạo ga cũng như axit citric, nên trong quá trình chuyển hóa sẽ tăng tốc độ bài tiết canxi vào đúng thời điểm mức canxi trong máu thấp. Nếu uống hàng ngày trong thời gian dài sẽ dẫn đến thiếu hụt canxi nghiêm trọng, gây loãng xương và các rối loạn khác. Hơn nữa, một số đồ uống có tác dụng thúc đẩy đi tiểu. Uống vào buổi sáng không thể bổ sung nước một cách hiệu quả mà còn làm tăng nhu cầu nước của cơ thể, từ đó gây ra tình trạng thiếu nước trong cơ thể. Thứ 6. Nước muối. Nhiều người cho rằng nước muối loãng sẽ tốt cho sức khỏe. Vì vậy, sáng sớm ngủ dậy thường phao uống như một thói quen. Thế nhưng đó thực sự là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trong quá trình ngủ, cơ thể bài tiết nhiều sẽ làm hao hụt lượng nước rất lớn. Nếu sáng dậy bổ sung nước muối, vô tình làm khô thêm các bộ phận trên cơ thể, khiến máu bị khô đặc hơn, khó lưu thông, gây khô miệng và tổn thất huyết tương. Ngoài ra, uống nước muối vào sáng sớm còn gây ra nguy cơ tăng huyết áp. Vậy nên, hãy thay đổi thời gian sử dụng nước muối cho phù hợp với cơ thể các bạn nhé! Thứ 7. Nước hoa quả lạnh. Rất nhiều chị em phụ nữ chọn sử dụng một cốc nước ép trái cây vào buổi sáng để tốt cho làn da và vóc dáng. Thế nhưng, nó không thực sự tốt đến như thế đâu. Nước hoa quả thường ngọt, uống khi bụng rỗng có thể làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của bạn, khiến bạn không hứng thú với bữa ăn sáng, dẫn đến khả năng bỏ bữa sáng cao. Điều này thì vô cùng không tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó thì nước ép trái cây làm lạnh lại càng không tốt. Cơ thể con người, đặc biệt là dạ dày, thích một môi trường ấm áp vào buổi sáng. Nếu uống đồ lạnh, nó sẽ kích thích dạ dày, ảnh hưởng xấu đến hấp thụ và tiêu hóa. Hãy bỏ ngay thói quen này các bạn nhé! Thứ 8. Nước mật ong. Một cốc nước thêm một chút mật ong uống vào sáng sớm để detox cơ thể cũng là lựa chọn của nhiều người. Thế nhưng thời điểm này sử dụng mật ong là không phù hợp chút nào. Bởi mật ong chứa nhiều fructose và glucose làm tăng lượng đường trong máu, ảnh hưởng đến sự thèm ăn và chất lượng của bữa sáng. Ngoài ra, fructose trong mật ong phải trải qua sự chuyển hóa thành glucose thì cơ thể con người mới có thể hấp thụ và sử dụng. Điều đó sẽ làm mất đi tác dụng loại bỏ chất thải ra cơ thể của ly nước đầu tiên. Đồng thời, các chất dinh dưỡng trong mật ong không được hấp thụ một cách hiệu quả. Do đó, không nên uống ngay nước mật ong khi thức dậy. Bạn có thể uống một cốc nước ấm và uống nước mật ong sau đó khoảng 10 phút. Quý vị và các bạn thân mến, cơ thể của chúng ta có đến hơn 70% là nước. Vậy nên việc nạp đủ nước cho cơ thể là điều cực kỳ quan trọng. Nhất là sau khi thức dậy, cơ thể đang bị thiếu hụt nước nghiêm trọng sau 7-8 tiếng ngủ dài. Việc bạn chọn và sử dụng một cốc nước là thực sự cần thiết. Chúng ta đã biết đến những loại nước không nên sử dụng rồi, vậy thì nên dùng những loại nước nào để tốt cho cơ thể đây? Những loại nước được mệnh danh là thần dược mà An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ tiếp sau đây sẽ có thể giúp các bạn nhận được nhiều lợi ích không ngờ. Hãy cùng theo dõi và sử dụng ngay những loại nước này vào sáng ngày mai các bạn nhé! Không cần tìm kiếm đâu xa, một cốc nước lọc ấm cũng giúp cơ thể nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe. Người Nhật đã duy trì thói quen này vào mỗi sáng giúp cho tuổi thọ được kéo dài, sức khỏe thêm dẻo dai, tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch. Có thể các bạn không tin, thế nhưng một cốc nước ấm khi dạ dày rỗng có thể giúp cải thiện tiêu hóa, làm sạch đường ruột, tống sạch các chất độc tồn đọng trong cơ thể ra ngoài. Ngoài ra thì sau một đêm ngủ kéo dài, máu sẽ bị cô đặc. Uống nước vào sẽ giúp tăng lưu lượng tuần hoàn máu, giúp tăng cường năng lượng, khiến bạn đỡ bị mệt mỏi và uể oải hơn. Đặc biệt, một ly nước ấm khi vừa thức dậy cực kỳ tốt cho da dẻ và sắc đẹp của chị em. Nước ấm làm lưu thông máu dưới da, giúp da tươi sáng hơn, quá trình lão hóa bị chậm lại. Không chỉ vậy, nếu kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và hợp lý, quá trình giảm cân sẽ diễn ra rất hiệu quả, mà mọi người lại không phải lo lắng về tác dụng phụ ngoài ý muốn. Thứ 2. Trà gừng. Gừng giúp ổn định dạ dày và hệ tiêu hóa. Uống một ly trà gừng ấm vào buổi sáng còn giúp bạn chống buồn nôn, làm ấm bụng, kích thích nhu động ruột, tăng hiệu quả cho quá trình tiêu hóa. Nhất là đối với chị em trong kỳ kinh nguyệt, một ly trà gừng ấm sẽ giúp sản sinh không gian ấm áp, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, từ đó các cơn đau bụng kinh cũng sẽ giảm bớt. Cách pha trà gừng cũng rất dễ, các bạn chỉ cần đập dập gừng, thêm một chút nước ấm và một ít đường là có thể sử dụng. Hoặc các bạn cũng có thể mua sẵn gói trà gừng ở các cửa hàng tạp hóa và siêu thị, ngâm vào nước ấm rồi uống để tiết kiệm thời gian và công sức. Thứ 3. Nước chanh ấm. Chanh có tính axit cao, hòa vào nước ấm sẽ có thể tạo thành một loại nước giúp giải độc tốt nhất. Vì thế, đây là một loại nước detox được chị em mách nhau sử dụng đều đặn. Ngoài ra, nước chanh ấm pha loãng có vị chua chua dịu dịu, có thể đánh thức vị giác của các bạn. Các bạn sẽ ăn bữa sáng ngon miệng hơn, nhờ đó mà có thể có nguồn năng lượng dồi dào cho cả một ngày dài sau đó. Nếu bận rộn, bạn có thể chuẩn bị loại nước này vào đêm hôm trước và hâm nóng lại vào sáng hôm sau. Thế nhưng, cách này cũng không được khuyến khích lắm vì chanh để lâu sẽ có thể bị đắng. Bạn có thể bỏ ra 1-2 phút mỗi sáng để làm loại nước này cho cơ thể. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống đều đặn trong vòng 21 ngày. Thứ 4. Trà xanh. Có lẽ không phải bàn cãi quá nhiều về trà xanh, thần dược cho cơ thể. Một tách trà xanh mỗi ngày là một lựa chọn tuyệt vời cho một cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng dẻo dai và sắc đẹp toàn diện. Trà xanh giúp kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể, có chứa nhiều khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, đẩy sạch độc tố có trong cơ thể. Đặc biệt, nho có chứa hàm lượng EGCG cao nên trà xanh được coi là người bạn trong công cuộc làm đẹp của chị em phụ nữ, hỗ trợ quá trình làm trẻ hóa làn da, ngăn ngừa lão hóa và giảm cân. Các bạn cũng có thể kết hợp 1 hoặc 2 túi trà cùng các loại trái cây họ cam quýt khi làm sinh tố, hoặc cũng có thể đun trà một lần đủ uống cho 2 ngày, cất tủ lạnh và dùng dần. Khi nào dùng, các bạn hòa thêm một ít nước ấm rồi sử dụng. Thứ 5. Nước ép dưa hấu. Nước dưa hấu hay dưa chuột là các loại nước cực kỳ bổ dưỡng, có thể giúp cơ thể đào thải độc tố nhờ chất citrulline có trong các loại nước này. Bên cạnh đó thì hợp chất này còn giúp hỗ trợ chức năng gan, thận, giúp các cơ quan khác loại bỏ độc hại, bổ sung năng lượng cho cơ thể vào sáng sớm. Cách làm rất đơn giản. Các bạn hãy bổ dưa hấu hoặc dưa chuột, cho thêm một chút nước cốt chanh và một xíu muối hạt, nước lọc, sau đó cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, cho thêm vài lá bạc hà để tăng mùi vị. Sau đó uống, như vậy là cơ thể đã nhận được những lợi ích cực kỳ tuyệt vời rồi. Các bạn nên lưu ý là không nên cho thêm đường hay là để lạnh, bởi khi vừa thức dậy, cơ thể rất nhạy cảm, một ly nước ép thuần tự nhiên sẽ là một lựa chọn tốt cho cơ thể nhất. Thứ 6. Sinh tố rau xanh. Không thích ăn rau chính là một trong những thiệt thòi lớn của các bạn, đặc biệt là trong những loại rau có màu xanh đậm, chúng rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Nếu có thể thì các bạn hãy thêm rau xanh vào bữa sáng để chúng có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho bạn. Rau có thể bổ sung chất xơ và còn giúp làm đẹp cho làn da. Bữa sáng với một cốc sinh tố rau có thể giúp bạn loại bỏ được một lượng mỡ lớn. Duy trì đều đặn thói quen này sẽ giúp cân nặng, vóc dáng và làn da của các bạn được cải thiện đáng kể. Thứ 7. Nước nho khô. Nghe loại nước này có vẻ khá lạ lẫm với quý vị và các bạn đúng không ạ? Thế nhưng chắc chắn là sau khi nghe xong công dụng của loại nước này, các bạn sẽ ngay lập tức đi chuẩn bị nước ngâm nho khô và uống. Nho khô có chứa một lượng lớn vi chất dinh dưỡng và chất xơ, hoàn toàn không có đường hóa học hay hương vị nhân tạo. Ngoài là một bữa ăn nhẹ hoàn hảo, nho khô ngâm lấy nước uống vào mỗi sáng sẽ giúp bạn nạp thêm năng lượng cho ngày mới. Đặc biệt là những người hay hoạt động thể thao càng nên sử dụng loại nước này vì nó hoàn toàn có thể thay thế các thực phẩm bổ sung năng lượng. Đừng quên ăn hết cả nho khô khi uống nước các bạn nhé! Và cuối cùng, đó là hỗn hợp nước quế và giấm táo. Theo Lifespan, nên dùng nước lạnh để pha chế sẽ giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Điều này rất quan trọng đối với những người muốn áp dụng chế độ ăn uống giải độc để giảm cân và loại bỏ độc tố trong cùng một lúc. Tất cả những gì bạn phải làm là trộn một chút nước lạnh với vài viên đá, sau đó cho thêm 1 hoặc 2 muỗng canh giấm táo, vắt thêm chanh, rắc thêm một chút thảo mộc stevia vào quế. Hơi cầu kỳ một chút, thế nhưng rất có lợi cho sức khỏe. Các bạn hãy thử làm để uống và xem hiệu quả như thế nào nhé! Các bạn thân mến, các bạn thấy đấy, chỉ là một cốc nước ngay sau khi thức dậy thì nhưng không đơn giản và dễ dàng như các bạn vẫn nghĩ đâu. Chúng ta đã chọn được thời điểm vàng để uống rồi thì hãy cố gắng chọn những ly nước vàng để chăm sóc cơ thể của mình quý vị nhé. Mong rằng sau khi xem xong video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã có thêm lựa chọn cho bản thân mình. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn khỏe mạnh và đừng quên bấm theo dõi, đăng ký kênh An Tâm Sống Khỏe của chúng tôi để có thể nhận thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.